Chào các bạn, đây là đoạn km 13 quốc lộ 18 mới, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Đoạn này đi vào suối khoáng nước nóng, phường Quang Hanh. Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương cắt băng Khánh Thành giai đoạn 1 khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Joco Onsen Quang Hanh của tập đoàn SunGround. Và đây là đường vào khu nghỉ dưỡng cao cấp đó. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khu vực này nhé. Đường gồm 6 làn xe mới khánh thành. Cách đây khoảng 6 tháng thì đây vẫn là nhà dân và những cái khu vườn ruộng, cây cối rậm rạp. Mà hôm nay đã thành con đường khang trang và đẹp như này còn. Bao bọc xung quanh toàn là núi đá vôi và nhìn lên dãy núi đá, cây cối trên núi đá xanh tốt cùng với con đường đi bên dưới tạo thành một khung cảnh rất là đẹp. Tôi là người dân ở đây từ năm 1960 nên tôi thấy được cái cảnh thâm sơn cùng cốc ở đây. Ngày xưa nó hoang vắng và rậm rạp âm u. Đi trên đường bây giờ là đầy nội và rất nhiều muỗi giãn ở đây. Không ngờ bây giờ ngày nay nó đẹp lên rất là nhiều. Và không ngờ rằng Quang Hanh lại có cái nơi mà nghỉ dưỡng cao cấp tuyệt vời như thế này. Tên đầy đủ là khu nghỉ dưỡng cao cấp nước khoáng nóng Joco Onsen Quang Hanh. Các cái căn villa gỗ theo kiến trúc Nhật Bản rất là đẹp. Con đường trước mặt này chạy thẳng ra đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả các bạn. Và bây giờ ta sẽ vào gần để xem cho nó rõ hơn. Các cái căn villa gỗ ở đây mang phong cách kiến trúc truyền thống của Nhật Bản. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp suối khoáng nóng đầu tiên tại Việt Nam, được kiến tạo và vận hành dựa trên tiêu chuẩn khắt khe theo đúng phong cách onsen Nhật Bản. Từ trên cao nhìn xuống thì cái khu nghỉ dưỡng này trông như một ngôi làng Nhật Bản. Khu nghỉ dưỡng này được bao bọc xung quanh bởi những dãy núi đá vôi với màu xanh rất là dịu mát. Đứng trước một không gian như thế này, ta có cảm giác khoan khoái và dễ chịu vô cùng. Giờ ta sẽ vòng ra quốc lộ 18 và tiếp theo đó ta sẽ đi dọc quốc lộ 18 trên trục đường Quang Hanh đi về phía Cẩm Phả. Ta đã cùng cảm nhận những cái sự thay đổi của nơi mà ngày xưa coi là nơi khỉ ho cỏ gáy thâm sơn cùng cốc nhất. Máy móc thiết bị vẫn còn ở hai bên đường thì công trình vẫn tiếp tục thi công. Những hạng mục mà mở rộng ở hai bên đường các bạn. Đây mới chỉ là khánh thành giai đoạn 1 thôi. Các bạn có thể thấy những dãy núi đá rất là hùng vĩ. Con đường rộng đẹp và thoáng quá. Trước mặt ta kia là chợ suối khoáng Quang Hanh Cẩm Phả. Khu vực này chính là cột mốc km 12 cũ ngày xưa ở đây các bạn nhé. Bây giờ ta vẫn gọi là khu cây số 12.
quen theo cách gọi cũ rồi. Ta tiếp tục vào hành trình. Các bạn có thể thấy con hanh ngày nay khác ngày xưa rất nhiều. Trước kia đi qua đây, khu vực này là đường không có người đâu, không có nhà. Khu này vắng lắm, chỉ có cỏ tranh và những cây mua cây mái và rất nhiều đá vôi, đá xít ở hai bên đường. Và người ta đi qua đây ai cũng cảm thấy ghê ghê sợ sợ vì đường qua đây vắng và ban ngày nó vẫn rất là tối bởi vì là rừng ở đây hai bên cây nó tùm. Vào thập niên 70 ở khu đường này người ta gặp cả gấu cả hổ và thú dữ ở đây các bạn nhé, rất là sợ. Thế và bây giờ các bạn thấy hai bên đã là nhà cửa khang trang, con đường rất là đẹp và thành đường phố rồi. Xưa thì là xã Quang Hanh nhưng nay là phường Quang Hanh rồi. Con này đoạn km 11. Có bãi chiếu phim ngày xưa đấy, có bãi chiếu phim ở đây, gọi là bãi chiếu phim số 11. Và tiếp theo là khu nhà máy cơ khí nông nghiệp cạnh đây nữa. Nếu như các bạn trước ở đây mà đi xa rồi về đây không biết là đây là khu vực nào đâu, mình nhìn nó khác hẳn. Đây là khu trường mỏ và nhà máy nước Yên Vọng. Chỗ này là ngã ba Vành Đai, km 10 Quang Hanh. Đường chính là đường tránh đi qua Hoành Bồ và đến Cao Xanh Hạ Long. Nó dành cho xe tải để tránh qua thành phố Hạ Long. Chỗ này là dốc km 10, cơ khí 3, bây giờ không còn dốc nữa. Bây giờ người ta đã san, nó gần như là phẳng rồi. Bên đây trái sẽ lên dốc 2 các bạn. Phường Quang Hanh là đi suốt từ đèo Bụt giáp với phường Hà Tu của thành phố Hạ Long và xuống đến km 6 giáp với phường Cẩm Thạch. Suốt chiều dài đường như vậy và hai bên đường đều kín dân cư ở hết rồi. Phải nói là ngày nay thay đổi quá nhiều. Con này là bưu điện này, ủy ban phường này, trường học Quang Hanh này. Và cột mốc km 9 trước ở đây các bạn nhá. Bên phải đường là chợ km 9 rồi. Cái chợ này vẫn có từ trước cái này, từ lâu lắm rồi. Đây là cầu km 8 Quang Hanh. Khu này ngày xưa chỉ là ruộng rau với lại một số đất bỏ hoang, rừng cây mua cây mái, nhưng bây giờ nhà cũng ở kín và rất nhiều nhà tầng đẹp. Trước mặt cái nhà xanh xanh này, đây là khu vực khách sạn km 7 ngày xưa đó các bạn. Và bây giờ là cái khu chung cư cho công nhân mỏ than Hà Giáng. Như vậy là ta đã khám phá hết phường Quang Hanh và cả khu vực suối khoáng nóng km 13. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi.
quý vị các bạn ủng hộ tôi một cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.